Xin chào và chào mừng các cậu đã tới với Way to Weird Anime. Your Boy Khổng Minh hay Khổng Minh thích tiệc tùng là bộ anime có màn ra mắt kém thu hút hơn những bộ anime khác, lấy chủ đề về nhân vật Isekai sang thế giới khác, đã vậy còn đi theo hướng anime âm nhạc, một thể loại khá là kén người xem. Vậy nhưng bằng tình tiết độc lạ, đem những bài học, những kế sách trong triết học Khổng Minh và uyển chuyển biến đổi nó trở nên đơn giản hóa. Cùng với đó là đan xen các yếu tố giải trí, Your Boy Khổng Minh đã dễ dàng chen chân vào vị trí cao ở nhiều bảng xếp hạng lớn nhỏ. Đó chính là đặc điểm riêng thu hút sự quan tâm của khán giả. Chính vì sự độc đáo khác biệt này, tại sao các cậu không cùng tớ xem tác giả đã biến hóa những tình tiết cũng như các kế sách đó ra sao nhé? Let's go! Đầu tiên trong series Your Boy Coming, Khổng Minh Gia Cát Lượng đã sử dụng trận đồ bắt quái để giúp Eiko. Vậy cái trận đồ này là sao? Số là vào một ngày trời không trăng không sao, Lưu Bị quyết cử quân sang đánh Đông Ngô. Tuy nhiên sau thời gian cho quân Ngô ăn hành thì bất ngờ chưa, phía đội bạn xuất hiện một vị tướng là Lục Tốn. Mùa hè năm 222, Lục Tốn cho quân phản công, dồn quân Thục chạy mất dép. Khi đuổi đến sát ải Quỳ Quan, hào hán này thấy gần bờ sông bên sườn núi có gì đó không ổn. Vốn tính cẩn trọng, hắn bèn ra lệnh hạ trại đợi địch chứ không truy đuổi thêm. Tuy nhiên đợi mãi không có động tĩnh, liền sai người đi do thám nhưng không thu lại được gì. Chỉ thấy có chừng 80 đến 90 đống đá xếp ngổn ngang bên sông. Dân địa phương nói rằng đống đá vốn là trận đồ do Gia Cát Lượng bày ra. Kể từ khi dựng lên thì ngày nào sát khí cũng bốc lên ngùn ngụt. Tôn lấy làm lạ, lại dẫn kỵ mã đến tận bãi đá để hóng hớt. Nhìn từ trên cao xuống thì thạch trận bốn mặt tám hướng đều có cửa ra nên trông không tín lắm, chắc là điêu. Nên Lục Tốn liền thân chinh đi vào trận đồ. Lúc định trở lại, Lục Tốn giật mình khi thấy cơn gió lớn nổi lên, cát sỏi bay mù mịt. Tuy nhiên dù cửa ra có nhiều nhưng loay hoay mãi không thể thoát khỏi trận đồ. Đã lúc hoảng loạn, Lục Tốn gặp được một cụ già, nhờ nhân vật này dẫn đường mà Tốn mới thoát thân ra được. Nguyên lý hoạt động của bát trận đồ căn cứ theo bát quái, tám quẻ, càn, khôn, cấn, chấn, tốn, ly, khảm, đoài mà bày thành tám trận chính: Thiên Phúc, Địa Tải, Long Phi, Già Bàn, Hổ Dực, Điểu Tường, Phong Tán, Vân Thùy được án theo tám cửa. Nếu không hiểu trận này mà đi lầm vào cửa tử thì không thể nào ra được. Trong trận lấy 5 người là một ngũ, là ngũ hành, 55 người thành một đội, là số sinh thành của trời đất, trời 25, đất 30, 8 đội thành một trận, 440 người, 8 trận thành một bộ là 3.520 người, là trận tiểu thành, 8 bộ thành một tướng, 28.160 người là trận trung thành, và 8 tướng là một quân, 225.280 người là trận đại thành. Từ bát quái biến ra trùng quái là 64 quẻ, lấy 8 làm cơ sở mà nhân lên, càng đông người thì trận càng lợi hại. Giải thích thì hơi khó hiểu nên các cậu chỉ cần biết cái trận đồ này được vận hành theo nguyên lý bát quái, mượn thêm địa hình, ví dụ như trong này địa hình gió và cát, thêm việc không có hiểu biết về quẻ, về trận pháp âm dương ngũ hành thì khó mà thoát được. Khi chuyển sinh, Khổng Minh cũng áp dụng lại cách này, lợi dụng việc sân khấu có máy tạo xương, ông ta liền bày trận bằng cách thay đổi vị trí bảng chỉ dẫn lối ra, sắp xếp cây cối hai bên kèm với việc thay đổi vị trí người đứng gác cổng. Khán giả khi vào sẽ khó mà thoát ra. Thêm nữa bằng cách phục vụ thêm đồ uống, vị quản lý này đã níu chân được không ít khán giả ở lại, cứu Eiko khỏi một màn chơi xấu của đàn chị trong nghề. Con đường trở thành ca sĩ của Eiko rất gian nan. Trong một lần khác, cô bé được biểu diễn tại một lễ hội văn hóa. Tuy nhiên vì là một ca sĩ mới chập chững vào nghề nên vị trí diễn của Eiko khá khuất, không để ý kỹ thì sẽ chẳng biết chỗ đó có người. Thậm chí bên cạnh còn là chỗ một nhóm nhạc khá có tiếng biểu diễn nên chắc chắn chẳng tới khu vực của Eiko rồi. Vì bất lợi này, ông lão Damedu đã dùng kế thứ 7 trong 36 kế có tên Hữu Trung Vô Sinh, làm cho đối thủ không còn đề phòng mình. Bằng cách trí trá về việc hỏng thiết bị, nhân cơ hội đối phương đang hát để thở oxy thì Khổng Minh đã đẩy gà cưng của mình ra, biểu diễn để thu hút khán giả. Điển tích của kế sách này nói về, trong trận Phì Thủy, để khỏa lấp sự tranh vênh lớn về quân số, Tạ An Tạ Huyền tung quân tấn công sớm lực lượng quân Tần của Phú Kiên để tạo ra cảm giác rằng quân Tần đông đảo không kém gì quân Tần. Lại gửi thư cho Phú Kiên đề nghị quân Tần lùi lại để tấn sang sông, quyết chiến một trận. Quân Tần trong khi lui quân, vì hỗn loạn nên đội hình tan rã, dẫm đạp lên nhau mà chết rất nhiều. Đấy, nói dối cũng có nhiều cái lợi mà. Nhờ đó nàng ca sĩ trẻ mới được một người quyền uy trong giới showbiz để ý, ngỏ lời tham gia thử thách để đạt được một vị trí trong show biểu diễn to hơn, bằng việc nếu cô bé đạt 100.000 người ấn thích màn biểu diễn trên mạng xã hội. Để có thể đạt được thành tích này, Khổng Minh đã sắp xếp cho Eiko gặp Kido, một DJ nổi tiếng để thu âm bài hát mới, cùng với đó là kết hợp với một rapper đang hot để tăng độ visual. Ở đây tác giả đã để Khổng Minh trao cho Eiko 3 chiếc túi, bên trong có những thứ sẽ giúp được cô bé nhưng không dặn gì hết. Ở túi thứ nhất, bầu show dặn hay mua mấy hũ pudding siêu to khổng lồ.
túi thứ hai là giấy xin phép biểu diễn trên phố, và cuối cùng là tấm vé lên Landmark 81. Echo chỉ làm theo, trước hết là mua pudding. Khi đến gặp được Kido, nam idol ban đầu không chịu hợp tác vì đang không có hứng làm việc, nhưng khá may mắn nhờ có hai hộp pudding kia làm quà đút lót, Kido đã chịu nghe Echo hát. Tuy nhiên chỉ có giọng hát hay thôi là chưa đủ, Echo hát nhưng không thể hiện được điều mình mong muốn, cô bé không thể truyền tải được bản thân mình. Vậy nên Kido đã say bye bye và hẹn khi nào Echo có thể đặt hết bản thân là chính mình khi hát sẽ cho cô bé thu tiếp. Qua bế tắc, Echo lang thang trên đường với hai gợi ý còn lại thì gặp Nanami. Bằng giấy phép của mình, Echo đã cùng Nanami biểu diễn rất nhiều lần trên phố. Từ đây kỹ năng hát của Echo được cải thiện nhiều hơn, tuy nhiên vẫn thiếu một cái gì đó. Mãi đến khi sử dụng gợi ý cuối cùng, khi cùng Nanami lên Landmark hóng gió và được bạn mình là thành viên nhóm nhạc đối thủ. Cùng với đó, Echo nghe được những khó khăn trong con đường lập nghiệp của Nanami nên đã được đả thông tư tưởng, quyết đem tiếng hát át tiếng bom, à nhầm át đi những khó khăn buồn bã của mọi người. Sau đó cô nàng với tâm thế vững vàng đã quay trở lại phòng thu của Kido và thu một bài hát thật hay. Cũng nhờ những mẫu gợi ý này, Echo đã gặp và kết bạn được với một đối thủ xứng tâm, nâng cao kỹ năng và có một tình bạn ý nghĩa. Phần đoạn này dựa trên ba cẩm nang của Gia Cát Lượng phá Chu Du. Nó kể về Kinzhou là ngã ba thiên hạ, có vị trí chiến lược về mặt quân sự. Vì vậy đây là vùng đất mà cả Tào Tháo, Tôn Quyền và Lưu Bị đều thèm muốn. Sau trận Xích Bích, Lưu Bị chiếm được phần lớn Kinh Châu, lấy tiếng là mượn của Đông Ngô nhưng liên tục trì hoãn không chịu trao trả, bất chấp Tôn Quyền nhiều lần sai sứ sang đòi. Khi ấy được tin Cam Phu Nhân, vợ Lưu Bị vừa mới mất, Chu Du, Gia Cát Lượng phiên bản replica lập tức nghĩ ra quỷ kế để đoạt lại Kinh Châu, bằng cách mai mối cho Lưu Bị lấy em gái của Tôn Quyền, sau đó Lưu Bị tất sẽ phải sang Đông Đô bái lĩnh nhạc mẫu. Chu Du sẽ lấy cớ đó giữ Lưu Bị lại, uy hiếp đòi trả Kinh Châu. Lỗ Tung nghe kế về báo với Tôn Quyền, Quyền thấy hay lắm, liền cho Lã Phạm lên đường sang Kinh Châu mai mối kén rể. Thế nhưng Gia Cát Lượng đã sớm đoán biết được ý đồ của Chu Du nên đã dặn dò Triệu Vân đi theo bảo vệ và đưa cho hắn ba chiếc túi nhỏ, bên trong là ba lời dặn sẽ sử dụng khi cần. Triệu Vân theo lời Gia Cát Lượng mở lần lượt từng túi, ở túi thứ nhất mở khi Lưu Bị sang Đông Ngô, túi thứ hai thì mở vào cuối năm, đến khi nào nguy cấp không có đường chạy thì mở nốt cái thứ ba. Nhờ có ba túi này, Triệu Vân đã bảo vệ được tính mạng của chúa công Lưu Bị và phu nhân mới. Và đã nói đến Khổng Minh thì không thể không nhắc tới thuyền có mượn tên được hư cấu hóa trong series Tam Quốc Diễn Nghĩa được rồi. Tại đây Tào Tháo xuất binh muốn đánh Giang Đông, Tôn Lưu hai nhà liên thủ, đôi bên chống nhau với Tháo ở Xích Bích. Đại đô đốc Đồng Ngô là Chu Du cùng quân sư của Lưu Bị là Khổng Minh Gia Cát Lượng cùng bàn kế phòng ngự. Lúc này đây Chu Du muốn dồn Khổng Minh vào thế bí nên đã hỏi dò xem nên sử dụng vũ khí gì để đánh lộn. Với địa thế sông lớn, để thuận tiện thì việc sử dụng cung tên trong trận chiến là thích hợp nhất. Chu Du liền giao cho Gia Cát Lượng trong 10 ngày phải chuẩn bị đủ 10 vạn tên. Đây là điều không thể, thế nhưng Gia Cát Lượng lại làm được. Ông tuyên bố trong 3 ngày sẽ chuẩn bị xong. Ngơ ngang ngỡ ngàng và bật ngửa, 3 ngày sau, liên minh Tôn Lưu đã có đủ 10 vạn tên thật. Bằng cách mượn 20 chiếc thuyền của Lỗ Túc, mỗi chiếc dùng 30 tay thủy thủ tốt, trên thuyền căng vải xanh che xung quanh và xếp hơn 1000 bó cỏ ở hai bên mạn thuyền. Và đêm thứ ba, đêm ấy sương mù phủ kín trời, trên mặt sông lại càng mờ mịt, giáp mặt không trông thấy nhau. Khổng Minh dục quân chèo thuyền đi thật gấp, đến bên phía Tào Tháo, lại còn dàn thành hàng chữ nhất, rồi đánh trống và hò reo ầm. Vì sương mù dày đặc, Tào Tháo tưởng địch ập đến, đánh bất ngờ, nên nã hàng loạt tên xuống thuyền. Nhờ vậy mà Khổng Minh lót được một đống tên từ Tào Tháo. Quay trở lại với mục tiêu của Echo, Khổng Minh biết rằng với một người vừa bước vào nghề như cô sẽ khó lòng đạt được KPI 100.000 như trên. Dù có hát hay đến đâu cũng không thể định nổi một nhóm nhạc ra mắt trước, lại còn có công ty chủ quản hỗ trợ. Vậy nên ông ta đã bày cách nhân ngày nhóm đối thủ ra mắt nhạc, họ sẽ biểu diễn trên phố thì phía Echo sẽ xuất hiện trước. Nhưng mà sương dày đặc ngày hôm đó, Echo sẽ hát ca khúc của nhóm đối phương rồi câu đi khá khá lừa thích. Chắc chắn việc gian dối này sẽ bị bại lộ khi có sự xuất hiện của nhóm nhạc kia. Vậy nên ngay sau đó, KB, rapper được Khổng Minh mời kết hợp với Echo xuất hiện và rap diss nhóm nhạc kia để câu thêm sự chú ý. Echo lúc này sẽ trình diễn ca khúc tâm đắc nhất của cô nàng, thành công đạt 100.000 lừa thích. Và đó là các kế sách của Khổng Minh được tác giả biến hóa lại cho hề hước hơn. Tớ có bỏ sót chi tiết nào không nhỉ? Mọi kiến thức về Khổng Minh trong video này chủ yếu tớ thu thập được khi nghiên cứu, có để link bên dưới cho cậu nào quan tâm. Nếu có sai sót gì thì hãy nhắc nhở nhẹ nhàng cho tớ ở dưới comment nhé. Đọc được những chia sẻ của các cậu khiến tớ vui lắm đó. Nếu các cậu thấy thích video này thì hãy cho một like, share và subscribe cho Way2Weird Anime nhé. Còn bây giờ thì bye bye, Way2Weird out.